Mấy người có biết chi phí thuê người mẫu đại diện tốn kém bao nhiêu không hả? Tiền lương cả năm của mấy người chưa chắc cũng đủ nữa. Làm việc bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ tắc trách. Có chuyện gì anh? Ủa, em tới rồi đó hả? Công ty đã bị mất thẻ nhớ, lưu file ảnh chụp mẫu đại diện rồi. Tổn thất cũng không nhỏ. Buổi chụp hình ngày hôm đó ai là người chịu trách nhiệm? Em là người phụ trách buổi chụp hình ngày hôm đó. Nhưng mà về cái thẻ nhớ thì em đã đưa cho Vân Anh để lưu file backup dữ liệu rồi mà. Vân Anh! Không phải em. Chị Hà, hôm đó chị không hề đưa thẻ nhớ cho em. Vậy mà tại sao chị lại đổ lỗi em trước mặt tất cả mọi người như vậy? Cái gì vậy? Hôm đó rõ ràng... Chị Hà, em biết em chỉ là nhân viên làm thuê, nên em không thể nào mà cãi lời được chị trước mặt anh Quang với anh Cường. Nếu mà chị cứ đổ lỗi cho em như vậy, em xin phép em được nghỉ việc. Bởi vì em không thể nào mà làm việc trong mấy cái môi trường mà lúc nào cũng bị chèn ép như vậy được hết á. Em nói như vậy là em coi thường chị Hà rồi. Em coi thường cả anh Quang và anh Luân. Anh lấy danh dự phó giám đốc ra bảo đảm chị Hà không phải là người như vậy. Còn nếu điều tra ra sự thật chị Hà là người có lỗi thì cũng phải chịu trách nhiệm thôi. Em xin lỗi, nhưng mà chị Hà là vợ của anh Quang, nên bây giờ dù có điều tra đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà đạt được kết quả gì đâu. Được rồi, cho dù Hà có là vợ tôi đi nữa, công việc là công việc, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Mời hai người vô phòng tôi. Mọi chuyện như thế nào? Nói rõ cho anh nghe từ đầu tới cuối đi. Nhưng mà sau khi chụp xong, em chắc chắn là em đã đưa thẻ nhớ cho Vân Anh rồi. Nè em, cái này là thẻ nhớ rất là quan trọng của buổi chụp hình ngày hôm nay. Em nhớ giữ cẩn thận nha. Dạ, em biết rồi chị. Giữ cẩn thận đó. Rõ ràng không phải là lỗi của em. Hôm đó chị Hà không hề đưa thẻ nhớ cho em. Vậy mà tại sao trước mặt mọi người á chị lại đổ lỗi cho em như vậy? Nhưng mà chị đưa cho em rõ ràng mà Vân Anh. Vân Anh, cô nên nhớ, trước đây một lần cô sẽ bị đuổi vì cái tội tỏ thái độ đối với mẫu quảng cáo của công ty. Cho nên lần này cô phải ăn nói cho cẩn thận. Nếu như em làm việc sai sót mà đổ thừa cho chị Hà thì cô hiểu hình phạt của công ty là gì rồi đó. Em không đặt điều, không ai mà đi tự hất đổ chén cơm của mình như vậy á. Em biết em chỉ là nhân viên quèn, em không thể nào mà cãi lời chị Hà cũng như anh và anh Cường. Vậy nên á, em đang suy nghĩ á là em có nên tiếp tục làm ở công ty này hay không. Bởi vì hàng ngày á em luôn phải chịu những cái sự chèn ép. Chính những điều đó em không thể nào mà làm tốt được công việc của mình á. Vâng anh, cô phải chịu trách nhiệm về những lời cô nói đó, hiểu chưa? Anh cần cho em một lời giải thích rõ ràng. Nếu như em làm sai thì cho dù em là người thân trong gia đình, anh với Quang cũng không thể nào binh vực em được đâu. Tại sao Vân Anh lại nói như vậy? Chuyện này em... Nãy giờ cô diễn đủ chưa Vân Anh? Hồi nãy giờ tôi im lặng là tôi cho cô một cơ hội để cô nói ra sự thật, nhưng cô vẫn cố chấp, cố tình đổ lỗi cho Hà. Hồi nãy tôi có gặp chị Năm lao công ở dưới á, và nghe hết câu chuyện. Tôi biết trước sau gì chuyện cũng xảy ra. Được rồi, cô cứ chờ đi. Vô đi chị Năm ơi. Dì cứ nói, và dì cứ bình tĩnh. Thấy sao nói vậy, không thêm không bớt một lời. Thưa sếp Quang, hôm bữa tôi đang lau nhà thì tôi thấy cô Hà đưa cái thẻ nhớ cho cô Vân Anh. Nè em, cái này là thẻ nhớ rất là quan trọng của buổi chụp hình ngày hôm nay. Em nhớ giữ cẩn thận nha. Dạ, em biết rồi chị. Ừ, giữ cẩn thận đó. Cái
cô dây anh bỏ vô ly nước. Cái cô dây anh đi đổ luôn à. Dạ anh, cảm ơn anh đã thay mặt em đuổi cô ta. Có gì đâu, trách nhiệm của anh mà. Ê, tôi thấy tội nghiệp chị Vân Anh quá à. Trời ơi, tôi đã nói rồi, đừng có đối đầu với bà Hà. Mà không nghe tôi, ai cũng biết được cái kết cục này rồi. Bây giờ công ty mình là công ty gia đình rồi. Công nhận, nhỏ Hà này đúng là một bước lên mây. Bây giờ trong tay của nó nắm quyền sinh sát biết bao nhiêu con người. Nhưng mà ai là người làm mất cái thể nhớ phai hẹn hôm bữa mới được chứ. Chuyện đó đâu có quan trọng. Quan trọng là chị Vân Anh xui dính tới phu nhân của giám đốc, nên bây giờ phải chịu tội thay thôi. Tôi bị đuổi việc rồi đó, vừa lòng chị chưa? Chắc là bây giờ chị vui lắm đúng không? Tôi không ngờ chị là con người giả nhân giả nghĩa như vậy. Chị diễn giỏi lắm, tôi cũng không muốn làm việc ở đây nữa. Nè. Nè, đứng đó làm cái gì? Đi về làm việc đi. Không ai được nhắc tới chuyện mất thể nhớ nữa nghe chưa? Đi. Dạ dạ. Em à, thôi đừng có buồn nữa. Ở đời mà, có người thích người không thích. Nhân viên nó không thích mình thì nó làm vậy thôi. Bởi vậy, sống ở đời để người ta thương cũng khó ha. Thôi em làm việc đi. Cảm ơn em. Em ứng biến cũng nhanh lắm, giỏi. Nhiệm vụ của em tới đây là kết thúc. Bây giờ em cứ chuẩn bị tinh thần qua công ty mới làm việc. Cứ đưa thư giới thiệu này thì bên đó sẽ nhận em. Dạ, em cảm ơn anh. Mà em không ngờ á, nhìn bề ngoài anh có vẻ thánh thiện, nhưng mà sau lưng anh á lại làm những chuyện này đó nha. Có gì đâu khó hiểu. Bây giờ thằng Quang nó cắt giảm em rồi, thì biết đâu trong tương lai nó cũng cắt giảm luôn anh. Cho nên mình phải tính trước, ở đời mà. Nhưng mà nè, nhận tiền rồi tuyệt đối giữ bí mật nghe chưa, để lộ chuyện này ra ngoài kết cục không tốt đâu đó. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Vậy thôi em đi trước nha. Cảm ơn anh. Coi lượng thứ luôn trên đời tuy không mong xảy ra, nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mãi.